À con này, bây giờ cô nói này này. Bây giờ cái chuyện của cháu Vũ thì nó kéo dài này hơn 2 tháng này rồi. Thế mà trên cộng đồng mạng rồi xã hội rồi người xa người gần trong đất nước của mình ai cũng nóng lòng chờ đợi có một ngày mà cháu Vũ lấy lại được căn nhà và về ở. Bây giờ một thằng bé mới lớn lên cha mẹ thì mất hết không còn người thân. Thế mà bây giờ sống bơ vơ nặng nóng quay rong ruổi từ Bắc từ Nam ra đến Bắc trong là 5 6 năm giờ rong ruổi đường phố nắng mưa dãi dầu ngủ hầm cầu hầm giường cơm không đủ ăn quần áo không đủ mặc chịu rét chịu mưa. Bây giờ cô nói thật này, bây giờ cả một cái xã hội như thế này ai cũng rất là nóng lòng chờ đợi một ngày có kết quả để cho cháu Vũ có nhà để ở, mà mọi người đấy phản ánh và phản đối mà lên án cái cô kia là một người dã tâm như thế. Thế bây giờ cô góp ý như thế này này, bây giờ đấy như là mọi người trên cộng đồng mạng và mọi người còn đều có bình luận thì ai cũng mong muốn là cơ quan chính quyền coi là sớm có một ngày coi là lấy lại căn nhà cho cháu. Thế bây giờ cô nói như thế này này. Bây giờ đơn thư kiện đã đi khắp nơi. Thế mà bây giờ cứ để cho cha con anh Ngọc chờ đợi hết ngày này qua đến ngày khác mà cứ ngày nào cũng như thế này, ngày nào cũng như thế này, ngày nào cũng trả lời là giải quyết, ngày nào cũng trả lời là coi là từ từ. Như thế này thì cô nghĩ rằng bây giờ mấy tháng trời ròng rã mà nhà thì nhà của mình, giấy tờ thì giấy tờ hợp pháp. Thế bây giờ đấy, cơ quan thì cứ bảo rằng là phải chờ, phải đợi để giải quyết rồi thế nọ, thế kia rồi xem rồi xét. Thì cô nói thật bây giờ đấy, giá như đấy mà nhà coi là mình mua bán hay là mình trao đổi thì bảo vợ thôi mình chờ đợi cái nọ kia. Mà đây thì là thực sự là nhà của mình, nhà của cháu. Cháu không thuê, không mượn, không bán, không trao, không đổi cho cô Vân. Hoặc là cho cái người chủ đang ở trong nhà mà xưng là chủ nhà đấy. Thế mà bây giờ cơ quan phải giải quyết thì coi là cứ trì trệ như thế này. Mà thực tế ra giả cháu mà giả cháu Vũ mà coi là trao đổi coi là hay là thuê hay là muốn là bây giờ người ta sẽ nọ cái kia là mình nhây. Người ta nhây người ta chịu trả mình phải thưa phải kiện phải tòa phải xét phải xử. Đây mà mình trong cái thời gian cháu nó đi vắng. Mà nhà này đích thực là nhà của mình, giấy tờ của mình là hợp pháp. Mà tại sao mà bây giờ cứ phải chờ đợi pháp luật như thế này mà pháp luật bây giờ. Pháp luật là công minh, là chính đại. Mình giải quyết những cái gì đúng, cái gì có thực. Mình phải giải quyết, mà đây cái trường hợp của cháu Vũ thì cô cảm thấy thì nó quá là dễ dàng. Đấy mà nó quá là thuận lợi cho cháu Vũ rồi. Bởi như người ta còn thế nọ thế kia hay nó còn thiếu cái nọ hay là nó còn thiếu cái kia. Thế bố con phải chờ đợi bằng chứng hay chứng cớ. Mà đây nó rành rành như thế này rồi. Yeah. Mà bây giờ bên pháp luật thì cứ để cho cha con anh ấy đi hết ngày nọ đi đến ngày kia. Lên cấp này, lên đến cấp kia trình bày lý do này khác. Mà bây giờ đấy bên phường đấy. Gọi cháu Vũ lên 2 lần làm biên bản là làm những gì cháu Vũ làm gì có tội theo cô cảm nhận là cháu Vũ không hề có một cái tội gì hết. Cháu Vũ chỉ đòi công bằng cho mình và đòi lại những cái gì thuộc về cháu Vũ đã bị người ta giành giật, chứ cháu Vũ không có cái tội gì mà phải làm tờ trình hay là thế nọ trước kia gì hết. Mà pháp luật bây giờ là cứ lên gọi cháu lên tới 2 lần rồi mà cứ bắt cháu lập tờ trình mới nị rồi khai rồi những cái gì. Các cô theo dõi cái kênh này, các cô thật bức xúc vô cùng luôn. Này. Chứ còn cô nói thật ấy, bây giờ nếu như vào những người đấy, cháu Vũ bây giờ nghĩ lại bây giờ nghĩ cũng thương lắm. Cháu đúng là cháu quá thật thà, cháu quá khờ. Chứ còn nếu như vào những trường hợp cái đứa nó lanh lợi, nó khôn ngoan thì nó không cần phải thiện tới nọ tới kia lên cấp cao đâu. Nó chỉ cần khu phố và phường thôi. Thì nó sẽ lấy nhà lại từ lâu rồi. Bởi vì cháu Vũ như thế này thì nó thứ nhất là bây giờ nó thiếu cái tình thương của gia đình, thiếu cái sự dạy bảo ân cần, nó thiếu tất cả. Thế nên cái sự suy nghĩ của cháu nó có cái phần yếu đi bằng không bằng những đứa trẻ khác đấy. Thế còn bây giờ cô nghĩ bây giờ đấy, cô ý mong muốn như vậy, cô góp ý như thế này này bây giờ đấy thì thôi, thì bây giờ cháu cứ nói với mẹ cha con anh Ngọc giờ thôi, bây giờ đưa đơn lên chính quyền từ phường tới quận rồi đấy. Thế mà bây giờ cứ không giải quyết cho cháu lấy lại cái nhà. Đây nó cháu chỉ có lấy lại cái nhà thôi. Chứ đâu có phải là phải tờ trình với lại khai với cái nọ cái kia gì đâu. Thế mà cứ gọi cháu lên cái rồi cái người trong nó đang ở cái nhà. Thì tại sao không làm rõ đi, không làm sáng tỏ đi. Đây anh là người xâm nhập bất hợp pháp. Yeah. Anh vào nhà người ta ở, nhà người ta đi vắng, người ta không có người ở nhà. Tại sao anh vào nhà người ta ở, anh mua bán với ai, giấy tờ đâu rõ ràng đâu. Giấy trắng mực đen đâu, đưa trình ra đưa đây, cho chúng tôi xem.
Thì bây giờ cái này đấy, chính quyền từ tổ dân phố đến quận chỉ cần hai cái cơ quan này thôi là sẽ lấy được lại nhà cháu Vũ, chứ không cần phải đi đến đâu cả. Bây giờ cháu Vũ ở có xóm, có làng, có dân phố, thì mọi người, người người thì biết cả mười là cháu Vũ, ông bà cha mẹ cháu đều ở trong cái căn nhà này. Dạ. Yeah. Chứ không phải là người ta không biết. Thế mà bây giờ cháu chỉ cần đệ đơn như thế thôi và sẽ mời người ta đến và trục xuất ngay cái thằng xưng là chủ nhà cho ra ngay. Anh không có giấy tờ hợp lệ, hợp pháp. Anh đi ra khỏi nhà tôi, bây giờ mời anh trên phường làm việc để khai báo cụ thể ai mua, ai bán, ai trao, ai đổi cho anh. Mà chính thức là bây giờ tiền đây, nhà của tôi đây, giấy tờ của tôi chính thức là hợp pháp đây. Thì tại sao anh xâm nhập vào gia đình nhà tôi nhở? À, xâm nhập bất hợp pháp như thế này. Đấy. Một cách thế này cháu chỉ lấy lại nhà, cô nghĩ thì nó quá đơn giản rồi. Mà như thế này để cho cha con cháu mấy tháng trời trong rủi như thế này thì các cô xem các cô rất là bức xúc tôi. Dạ. Và bây giờ tội nghiệp cho một cái đứa trẻ như thế. Và bây giờ nó đã không cha, không mẹ, không một người thân mà may có gia đình bố nuôi thật là có một cái tâm tuyệt vời. Đồng hành với cháu hàng suốt thời gian qua như thế này. Mệt mỏi về thể xác, mệt mỏi về tinh thần. Mệt mỏi đủ mặt luôn. Mà cháu Vũ thì nó còn yếu đuối, nhiều khi nó suy nghĩ thì chưa thấu, ăn chưa no, no chưa tới. Yeah. Suy nghĩ sâu xa thì chưa đến được, cháu không biết suy nghĩ. Thế mà bây giờ cứ để cháu như thế này thì cô nghĩ là cô chỉ tham góp có một cái câu nói là bây giờ thì chỉ cần yêu cầu đến phường, đến phố là cháu lấy được cái nhà thôi, chứ không cần được kiện cáo, không phải thuê luật sư, không phải là này. Bây giờ đấy cô còn nghe là coi là anh Ngọc cháu Vũ mà đã ủy quyền cho luật sư đấy, mất bao nhiêu tiền, cái tiền này là thuê ủy quyền cho nó, mất hơi khối tiền ở đấy chứ không phải ít đâu, mà trong khi tiền thì không có đấy. Thế vừa rồi chả biết là ngày nay, ngày mai, tuần hết tuần này rồi sang tuần sau nữa có lấy được lại nhà cho cháu hay không, hay là lại lý do này, lý do to hơn thủ trưởng, lại lý do đấy cháu đưa ra thế này thế kia, cho nên nó không lấy được nhà đấy. Thế nên yeah. Có khổ không, có khổ thân cháu không? Thế nên cô góp ý là như vậy, giờ chỉ cần phường mới lại khu phố thôi là lấy được nhà, chứ còn không bao giờ đi đến đâu nữa. Mà bây giờ thì cô, các cô là mong từng ngày từng giờ một là để cho cháu lấy lại được nhà, để cháu có một cái tổ ấm, cháu an cư lập nghiệp, cháu có chỗ thờ cha thờ mẹ thờ ông thờ bà, để còn cháu còn có một công việc làm ổn định, còn lo cuộc sống, còn lo bản thân, rồi lo tương lai của cháu và gia đình của cháu sau này nữa chứ. Yeah. Cháu có phải cứ để cho cháu đi lang thang rồi này, đi đây đi đó, rồi đi rong rồi hết ngày này sang ngày kia, nên lên phường, nên lên quận, đấy, cái này có khó không? Thật cô cứ theo dõi những cái kênh này mà cô cứ rơi trong mắt được, cô xót xa, có thương cha con anh Ngọc như thế. Nên yeah. cô góp ý như vậy nên là con cũng có đôi lời lên cộng đồng mạng xem là bây giờ mọi người ta tham, mỗi người ta có một ý kiến, người ta tham khảo xem là như thế nào, cái gì lên và cái gì không lên. Yeah. Như thế nào để con góp ý thì xem nó ra làm sao, chứ còn phải một ngày nhanh nhất. Bây giờ cô mong chỉ một ngày nhanh nhất và sớm nhất. Bây giờ hơn 2 tháng trời trải qua ở đây, cháu chỉ có lấy lại nhà chứ cháu không phải thực hiện lại cả. Thực hiện cái gì? Làm gì mà phải thực hiện? Bây giờ anh xâm nhập bất hợp pháp và gia đình nhà tôi. Thì bây giờ tôi chỉ mời tổ khu phố thôi. Thứ nhất, thấp nhất là tổ khu phố. Đây, xóm nắng bên cạnh người sang gần đến bên kia đường bên đây được. Đây, mọi người sẽ đến đây chứng kiến đây có phải là nhà của ông tôi tên, bà tôi tên này, bố mẹ tôi tên này, đã chung và tôi để hạ sang là sinh ra và lớn lên ở cái ngôi nhà này. Bây giờ mọi người hàng xóm nắng giềng gần đây sẽ coi rằng là chứng thực cho tôi sao đúng là như thế hay không. Đấy, cái thứ nhất là đấy là thấp nhất thì cũng có thể lấy được nhà. Cái thứ hai nữa là mình chắc ăn mời tổ dân phố. Đấy. Thế mà bây giờ để cho cháu có mấy tháng trời như thế này, cái cô bức xúc lắm cơ, cô thật thế. Mà bây giờ là cô góp ý như vậy, con sao là ý kiến của cô là có nên coi là triển khai hay là không. Yeah. Thì con thử rằng là đăng lên mạng cộng đồng mạng cho mọi người xem là tham khảo xem như thế nào. Dạ, cảm ơn. Cô nói là con này con có cái số điện thoại của anh Ngọc, con cô xin cái số điện thoại của anh Ngọc. Dạ, cảm ơn ý kiến của cô rất là nhiều. Tại nói chung là nhiều cô chú bác cộng đồng mạng cũng khá là nóng lòng chờ cái ngày ông Vũ về nhà quá lâu rồi. Hơn 2-3 tháng nay mà cứ đi suốt, ngày nào cũng đi thưa đi kiện, đi chỗ này chỗ kia mà vẫn chưa có kết quả. Mấy anh em YouTube cũng rất là nóng lòng, mấy cô chú bác thì sao cũng gọi rất là nhiều đến để góp ý. Cho chú Ngọc cũng như là anh Vũ thì cũng mong là thời gian tới có những thông tin mới từ bên ủy ban, bên công an, rồi bên tổ dân phố mà thông báo thì tụi con sẽ lên clip để thông báo đến cô chú bác gần xa. Cảm ơn cô chú bác đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ. Con này, dạ.
cái này các con phải lên án thật mạnh lên. Đấy, cô theo nhiều nhiều người ta góp ý, người ta tham gia quen có cái phân khúc này phải nói cho đúng là cũng không ai dám nói nhiều, không ai dám đi sâu. Dạ, dạ, con hiểu. Không ai dám đi sâu cả, nó tự thế. Dạ. Thế là con có số điện thoại của anh Ngọc, con cô xin số điện thoại của anh Ngọc. Dạ, số chú Ngọc thì chú Ngọc không cho phép quá à, tại vì mỗi ngày chú nghe rất là nhiều điện thoại, với lại bây giờ chú cũng khá là bận. Rồi con gọi chú cũng không nghe nữa, nên ý kiến này của cô mà đăng lên thì chú cũng có nghe được và cũng sẽ tham khảo và cũng nghe được ý kiến của cô. Chứ còn chú bây giờ rất là nhiều việc cô nên cũng không tiện cho điện thoại của chú được. Rất là cảm ơn ý kiến của cô đóng góp cô cho kênh của con nha. Dạ. Nên là con có con tất cả là cố gắng các con nhé. Dạ, cảm ơn ý kiến của cô rất nhiều. Chào cô ạ. Cảm ơn con. Dạ.